Xin kính chào quý đồng hương tại vùng Middle Tennessee cũng như quý đồng hương xa gần đối với cộng đoàn đối với cộng đồng người Việt ở vùng Tennessee. Con xin được tự giới thiệu, con là Linh mục Đa Minh Phạm Thế Hùng, là linh mục chánh xứ giáo xứ Thánh Pio 10 và cũng là linh mục tuyên úy cho người Công giáo Việt Nam trong địa phận Nashville. Hôm nay với video này, con muốn thưa chuyện với quý đồng hương. Thưa quý đồng hương, qua 10 năm tu học trong các chủng viện trên đất Mỹ, con được tiếp xúc với nhiều cộng đồng người Việt trên khắp nước Mỹ. Con nhận thấy nhu cầu nói tiếng Việt và hiểu biết văn hóa Việt Nam trên đất Mỹ thật là quan trọng. Khi con bắt đầu sứ vụ mục vụ cho cộng đoàn người Công giáo Việt Nam tại Nashville năm 2019, việc dạy tiếng Việt cho các em bé, người Việt sinh ra trên đất Mỹ là một trong những suy tư mà con luôn trăn trở hàng ngày. Sau khi tham vấn và tâm sự với những người đi trước trong việc mở lớp Việt ngữ, được sự tiếp sức rất của rất nhiều người, con đã từng bước tiến đến thành lập trường Việt ngữ cho các em nhỏ, không phân biệt tôn giáo của các em. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của dân tộc Việt Nam. Dạy tiếng Việt còn là cách để chúng ta duy trì và phát triển văn hóa người Việt chúng ta. Với việc được Đức Giám mục của giáo phận Nashville cho phép Cộng đoàn Công giáo Việt Nam chúng con chính thức nhập vào giáo xứ Thánh Pio 10, con nhận thấy đây là một thời điểm thuận lợi để mình bắt đầu trường Việt ngữ suối nguồn. Với việc nhờ các nữ tu từ Việt Nam qua phụ trách cho trường Việt ngữ. Các nữ tu là những viên đá góc tường để kết nối các thầy cô giáo lại với nhau, cùng chung tay dạy các em tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Trường Suối Nguồn bắt đầu với 3 lớp học, lớp sơ cấp 1, sơ cấp 2 và trung cấp. Trường nhận các em từ 7 tuổi trở lên, không phân biệt tôn giáo của các em. Hiện nay, trường hoạt động từ 11:30 đến 2 giờ chiều. Hàng tuần, nếu có những thông tin liên lạc, thì hai sơ, hai nữ tu luôn túc trực để trả lời email cũng như điện thoại hay tin nhắn của quý vị, phụ huynh. Giữa các lớp học, các em sẽ được nghỉ giải lao và ăn snack hay còn gọi là bữa lỡ cho các em. Kết hợp với các lớp sẽ có các trò chơi dân gian để các em vui học với nhau và hiểu biết hơn về văn hóa Việt Nam của chúng ta. Giờ đây con xin được giới thiệu với quý vị những lớp học cũng như các thầy cô giáo phụ trách đứng lớp cho các em. Đây là lớp sơ cấp, đây là sơ chân, đây là sơ nhạc, đây là cô Thi, đây là chị Khanh, chị tên gì ạ? Dạ, chị Nhàn, bé Trí, đây là em Trí, em Mỹ, và là kế đến là chị Thủy. Everyone turn around to the video and say hi, please. Cha chào tụi con. The Vietnamese way, when you are younger, you're supposed to be folding your hands in front of your chest and bow slightly your head to show respect to the elder, right? Giáo viên đó là anh Thành. Chị tên gì? Chị Dung. Ly. Rồi chị Ly sẽ đứng lớp và dạy các em sơ cấp 2, những em gọi như là lại lớn hơn một tí so với các em lớp sơ cấp 1 vừa rồi. Xin kính chào mọi người. Kính thưa quý đồng hương, để phát triển trường học một cách lâu dài, chúng con có làm một đêm dạ tiệc thắp sáng ước mơ với mục đích là để khai giảng chính thức trường học Suối Nguồn, và kế đến là để gây dựng một quỹ hoạt động lâu dài cho trường học. Đêm dạ tiệc sẽ diễn ra ngày 6 tháng 10 năm 2024 sắp tới đây,
bắt đầu lúc 7 giờ tối. Trong chương trình đặc biệt sẽ có một tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh của trường Việt ngữ biểu diễn. Xin kính mời quý đồng hương xa gần đến tham dự đêm văn nghệ. Sự hiện diện của quý đồng hương là sự khích lệ to lớn cho các em học sinh và là sự cổ vũ nhiệt tình cho trường Việt ngữ chúng con. Tiếng Việt còn là nước Việt còn. Thông qua video ngắn gọn này, con xin được chia sẻ ước mơ của tất cả chúng con đến quý đồng hương. Xin ơn trên luôn chúc lành cho gia đình, mỗi người chúng ta được an vui hạnh phúc trong sự ấm áp của tình dân tộc Việt Nam chúng ta. Con xin kính chào.